Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Bước giữa nắng tràn đường phố nơi tôi ở từ thơ bé, đã quen, đã quen. Giữa đất nước này niềm tin luôn căng tràn, đừng lo lắng, đừng lo lắng. Cười lên, cười lên. Và gió qua tán cây, hòa trong tiếng chen mưa vừa vui cười. Và nắng trên lá rêu, ngày xanh tươi sáng Việt Nam. Xanh thơm mừng lúa về nơi nhà cao xe dân phố và một niềm tin gieo cay ôm từ nơi đào xa mênh mông sông về nơi đồi cao bay mây trắng một vòng tay đôi tròn Việt Nam bao la đất trời quê hương xanh người xòe tay đón nắng mai cười trong mắt bao nhiêu con người chung tay xây đời niềm tin nơi một Việt Nam son. Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Gió qua tán cây, hòa trong tiếng chen mưa vừa vui cười. Và nắng trên lá rêu, ngày xanh tươi sáng Việt Nam ơi. Từ nơi đồng xanh thơm hương lúa về nơi nhà cao xe dân phố và một niềm tin gieo cay ôm em. Từ nơi đào xa mênh mông sông về nơi đồi cao bay mây trắng một vòng tay. Tròn Việt Nam bao la đất trời quê hương xanh người xòe tay đón nắng mai cười trong mắt bao nhiêu con người chung tay xây đời niềm tin nơi một Việt Nam sáng tươi Việt Nam ơi Việt Nam ơi tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi Việt Nam ơi Việt Nam ơi tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Chung tay xây đời niềm tin nơi một Việt Nam sáng tươi Việt Nam ơi tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi Việt Nam ơi Việt Nam ơi tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Bước giữa nắng tràn đường phố nơi tôi ở từ thơ bé. Đã quen, đã quen. Giữa đất nước này niềm tin luôn căng tràn, đừng lo lắng, đừng lo lắng. Cười lên, cười lên. Và gió qua tán cây, hòa trong tiếng chen mưa vừa vui cười. Và nắng
nhịp xanh theo mương lúa về nơi nhà cao xe gian phố và một niềm tin gieo cay ôm từ nơi đào xa mênh mông sông về nơi đồi cao bay mây trắng một vòng tay đôi tròn Việt Nam bao la đất trời quê hương xanh người xòe tay đón nắng mai cười trong mắt bao nhiêu con người chung tay xây đời niềm tin nơi một Việt Nam son tươi Việt Nam ơi Việt Nam ơi tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi Việt Nam ơi Việt Nam ơi tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi gió qua tán cây mọi trong tiếng trên hương đùa vui cười và nắng trên lá rêu ngày xanh tươi sang Việt Nam ơi từ nơi đồng xanh thơm hương lúa về nơi nhà cao xe dân phố và một niềm tin gieo cay ôm em từ nơi đào xa mênh mông sông về nơi đồi cao bay mây trắng. Để vào đến tận chung kết thì ban huấn luyện Tân Sơn đã đánh giá rất cao các cầu thủ của Cẩm Khê. Với lối đá ban bật nhỏ và nhuần nhuyễn, các cầu thủ phối hợp đồng đều. Tân Sơn đã có phương án miếng đánh phù hợp để khắc chế đội Cẩm Khê trong trận chung kết này. Và toàn đội đang quyết tâm cao nhất để mang cúp vàng về cho huyện Tân Sơn. Để chuẩn bị cho trận chung kết, chúng em đã tích cực luyện tập, tuân thủ theo những chỉ tiêu do ban huấn luyện đề ra. Chúng em xin hứa sẽ đoàn kết quyết tâm để mang cúp vàng về cho huyện Tân Sơn. Quý vị khán giả truyền hình đang đến với những hình trực tiếp từ sân vận động Việt Trì trong trận đấu rất đáng được chờ đợi ở nội dung bóng đá thiếu niên, trận đấu chung kết của giải bóng đá thiếu niên nhi đồng tỉnh Phú Thọ năm tranh cúp truyền hình VNPT năm 2019. Trận đấu diễn ra giữa hai đội Tân Sơn gặp Cẩm Khê. Vào lúc này các cầu thủ của hai đội bóng đang bước ra sân để làm những thủ tục cuối cùng trước khi bước vào trận đấu được mong chờ nhất của giải đấu. Xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu, các đồng chí và các bạn thực hiện nghi lễ chào cờ. Sau đây sẽ là nghi lễ chào cờ. Để đến với trận đấu cuối cùng của giải đấu này, các cầu thủ Cẩm Khê cũng như Tân Sơn đều đã trải qua những trận đấu rất hay ở các vòng đấu trước. Việc hai đội bóng này lọt vào trận đấu chung kết cũng là một bất ngờ của giải khi trước khi giải đấu diễn ra, đây là hai đội bóng không được đánh giá quá cao. Để tiện cho quý vị theo dõi, chúng tôi xin giới thiệu đội hình xuất phát của hai đội bóng. Các cầu thủ Cẩm Khê ở trận đấu này sẽ thi đấu trong trang phục màu xanh với các thủ gồm có thủ môn mang áo số 1 Nguyễn Hữu Phước, số 5 Nguyễn Tiến Lương, số 8 Chu Đức Thảo, số 11 Nguyễn Ngọc Anh Tuấn, số 15 Hoàng Quang Tạo, số 12 Đỗ Đức Khải và số 16 Trịnh Phương Nam. Trong khi đó thì các cầu thủ bên phía Tân Sơn sẽ thi đấu với trang phục màu vàng gồm có thủ môn mang áo số 1 Hoàng Minh Đức, các cầu thủ số 11 Quốc Bảo Ngọc, số 4 Hà Văn Thấn, số 5 Quốc Hữu Đạt, số 13 Hà Xuân Vinh, số 7 Nguyễn Tiến Vương Hưng và số 6 là Nguyễn Ánh Dương. Tổ trọng tài điều khiển trận đấu này gồm có trọng tài chính Nguyễn Phạm Quang Khải, các trợ lý gồm các ông Nguyễn
Có vẻ như thủ môn của Cẩm Khê thích cản phá những tình huống khó hơn là những tình huống dễ. Còn bầu không khí rất sôi động. Vương Hưng không được. Nguyên Tiến Vương không để chạm đầu bóng trong tình huống vừa rồi. Phản công cho Cẩm Khê không được. Bóng đang được kiểm soát rất tốt bởi các cầu thủ Tân Sơn. Rất bình tĩnh. Hữu Đạt, Vương Hưng, rồi vào. Tỷ số là 1-0 cho các cầu thủ Tân Sơn. Cầu thủ ghi bàn thắng vừa rồi là Nguyễn Tiến Vương Hưng. Như chúng tôi đã nói vừa rồi, Nguyễn Tiến Vương là một con bài hết sức quan trọng của cầu thủ Tân Sơn. Một pha dứt điểm phải nói hết sức tinh tế của Nguyễn Tiến Vương Hưng. Thế bế tắc của trận đấu đã được khai thông. Quang Tạo. Sự hưng phấn đang đến với các thủ Cẩm Khê. Một trận đấu có thể nói là hấp dẫn rất nhiều so với trận đấu chung kết một năm trước, nơi mà khi đó các thủ Việt Trì đã thể hiện một đẳng cấp quá cách biệt so với đối phương. Vừa rồi là một tình huống cắt bóng tốt, rất hay. Cơ hội dành cho các cầu thủ Tân Sơn. Đây là Anh Dương dứt điểm. Tỷ số là 2-1. 2-1 cho Tân Sơn. Tuyệt vời. Đó là bàn thắng của Anh Dương. Quá tuyệt vời. Rất bất ngờ. Quá hay. Anh Dương đã tạo nên sự khác biệt trong tình huống vừa rồi. Một tình huống xuất phát từ pha cắt bóng rất hay của hậu vệ Hà Văn Thấn. Sau đó Hà Văn Thấn đã có một tình huống đột phá và đã tạo được cơ hội. Khi mà niềm vui của các cầu thủ Cẩm Khê chưa được bao lâu thì các cầu thủ Tân Sơn đã dành cho cầu thủ Cẩm Khê một pha đánh lạch. Bây giờ Tiến Vương Hưng không vào. Anh Dương, tỷ số đã là 3-1. Một trận đấu quá hay của Nguyễn Tiến Vương và Anh Dương. Trong tình huống vừa rồi, Nguyễn Tiến Vương đã thể hiện khả năng cán lướt của mình. Khi mà tình huống dứt điểm của Nguyễn Tiến Vương, thủ môn của Cẩm Khê là Hữu Phước đẩy ra, thì ngay lập tức Anh Dương đã có mặt và nâng tỷ số lên 3-1. Người đang đứng trước bóng là Tiến Lâm, cầu thủ mới vào sân. Tiến Lâm không được. Cú đá quá hiền. Tiếp tục là một tình huống phản công cho các cầu thủ Tân Sơn. Tuyệt vời. Anh Dương, cơ hội dứt điểm. Tỷ số là 4-1. 4-1 cho các cầu thủ Tân Sơn. Bàn thắng của Anh Dương. Một cú hat-trick. Một trận đấu tuyệt vời, một trận đấu để đời của Nguyễn Anh Dương. Ngôi sao sáng nhất trong đội hình của các quê hương cầu thủ Hà Đức Chinh. Như vậy là tiếng còi của trọng tài Phạm Quang Khải đã vang lên. Trận chung kết của dòng đá tuyến Ninh Đồng tỉnh Phú Thọ Cúp truyền hình VNPT năm 2019 đã kết thúc với chiến thắng chung cuộc 4-1 dành cho các thủ Tân Sơn, một chiến thắng rất thuyết phục. Các thủ Tân Sơn đã trở thành những nhà vô địch của giải đấu năm nay. Xin chúc mừng đội bóng đến từ huyện Tân Sơn. Việt Nam ơi, tự hào hát mãi đến Việt Nam ơi. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi.